Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước, trong công điện 1063 mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương tăng cường huy động đội ngũ cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn, không phân biệt công tư và đặc biệt là lực lượng hồi sức cấp cứu. Các địa phương cần có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên sẵn sàng chi viện cho các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn, theo sự điều phối của Bộ Y tế, chú trọng chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện, phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch, có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi không cần thiết thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế rà soát, đề xuất bổ sung chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.